Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTV Tiên. Thưa quý vị và các bạn, do khối không khí lạnh suy yếu nên thời tiết Bắc Bộ hôm nay được dự báo sẽ là một ngày có thời tiết đẹp. Ngoài ra lúc này sáng sớm còn khá rát, mặc dù mức nhiệt đã tăng nhẹ ở khu vực thủ đô Hà Nội và một số tỉnh thành Bắc Bộ, mức nhiệt sáng sớm ở ngưỡng từ 13 đến 16 độ. Khu vực Trung Du là từ 12 cho đến 15 độ. Còn ở khu vực vùng núi thì mức nhiệt chỉ từ 10 đến 12 độ. Trời còn rát nhưng nhiều nơi đã có nắng xuất hiện. Về trưa chiều, nắng sẽ bao trùm toàn bộ khu vực và cường độ tăng hơn. Do có nắng nên mức nhiệt cũng tăng lên. Khu vực phía đông Bắc Bộ phổ biến ở ngưỡng là từ 19 đến 21 độ. Phía tây Bắc Bộ trời nắng sớm hơn nên nhiệt độ từ 21 đến 23 độ. Riêng Lai Châu, Điện Biên nhiệt độ cao hơn từ 24 đến 26 độ. Đến tối, nhiệt độ giảm xuống ngưỡng từ 14 đến 17 độ, có nơi dưới 12 độ, trời vẫn còn rất buốt. Trở xuống khu vực miền Trung, do ảnh hưởng gió đông bắc của không khí lạnh nên mưa vẫn còn xuất hiện rải rác ở các tỉnh thành khu vực Trung Trung Bộ. Do còn có mưa nên nền nhiệt ngày hôm nay ở nhiều nơi vẫn duy trì ở mức thấp. Khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Hà Tĩnh trời rát với mức nhiệt cao nhất ngày từ 19 đến 22 độ. Khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi là nơi có mưa nhiều nên mức nhiệt cao nhất ngày chỉ dao động từ 22 đến 25 độ, trời lạnh. Và khu vực từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, trời có nắng, nhiệt độ trong ngày ổn định ở mức cao từ 27 đến 30 độ. Đến tối, nhiệt độ giảm mạnh, trời rát ở khu vực phía Bắc đều Hải Vân với nhiệt độ từ 15 đến 20 độ. Còn từ Đà Nẵng đến Bình Thuận là từ 20 đến 23 độ. Lưu xuống phía Nam, cả hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, dự báo thời tiết vẫn còn duy trì ở mức ổn định, với mức nhiệt ở vùng cao Tây Nguyên là từ 26 đến 29 độ, có nơi cao hơn. Khu vực các tỉnh Nam Bộ vẫn có mức nhiệt cao từ 32 đến 34 độ, trời nóng. Lưu ý là do trời không mưa nên độ ẩm trưa chiều giảm thấp, thấp nhất có thể xuống dưới ngưỡng 50%, cảm giác nóng khô. Đến tối và đêm thì nhiệt độ giảm thấp, trời rét ở vùng cao Tây Nguyên với nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ và 21 đến 24 độ tại khu vực Nam Bộ. Chuyển sang thời tiết trên biển, do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa nên ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.